đi rất là xa. Và cái cảm giác đó là mình phải đi, không hề muốn. Nói như thế nào, nó tủi thân lắm, bởi vì là tôi chỉ đi có một mình thôi và không ai đi cùng cả. Nên là nó tạo cho mình cái cảm giác là mình sắp phải đi làm một cái việc gì đấy mà nó rất là khó khăn. Sau một tuần, hai tuần tôi học ở đây, tôi về quê. Và khi mà về quê, khi mà nhìn thấy, khi mà về đến cổng nhà ấy, thì những cái cảm giác mà lạ lẫm rồi, những cái tuổi thân đấy nó lại biến mất đi. Thế nhưng mà trong đầu tôi lại nảy ra cái suy nghĩ là đường không có ai là đang chậm rãi, không có ai là muốn dừng lại cả, thì tôi thấy là tôi chưa thể thích nghi được, tôi chưa thể thích nghi được cuộc sống ở đây. Cuộc sống ở đây mọi người ai cũng vội vã, ai cũng như là nó rất là xô bồ, rất là bon chen và khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Có đôi lúc mà tôi thấy là mình không thể theo được với cái cuộc sống như thế này, nên là tôi muốn về quê. Lúc nào trong đầu, lúc nào trong tư tưởng tôi cũng chỉ muốn là đến ngày để về quê thôi, chứ tôi không muốn ở đây một tí nào cả. Ở đây mọi thứ có thể là do một phần là do bản thân tôi chưa thích nghi được. Thế nhưng sau khi mà một ngày mà sắp đến năm thu, tôi có lên phố Hàng Mã, tôi chụp một bức ảnh ở phố Hàng Ngang. Và khi mà tôi về quê, lúc mà vào buổi chiều chạng vạng, lúc mà ở quê họ hay nói là gà lên chuồng, thì tôi có chụp một bức trong đó ấy có cảnh hoàng hôn, có cảnh trâu về chuồng. Khi mà tôi xem hai bức ảnh này thì cũng có thể là do tôi hơi có một cái gì đấy nó cố thủ, có những suy nghĩ nó cố hữu trong đầu óc mình. Nhưng mà nói thật là tôi vẫn muốn là mình được sống với quê hương của mình hơn. Tuy nhiên thì sau 2-3 lần về quê rồi lại xuống Hà Nội, tôi nhận ra rằng là tôi không thể ở mãi ở quê của mình được. Tôi phải ra ngoài, tôi phải đi đây, phải đi đó để tôi có thể học hỏi những thứ nó mới lạ hơn, nó thoát ra khỏi cái không gian mà chỉ có đồng ruộng, chỉ có ao cá, chỉ có trâu về chuồng rồi những cái mà nó yên bình ở quê. Nhưng mà tôi vẫn phải ra ngoài để có thể là thích nghi rồi. Dần dần thì tôi cũng cảm thấy là Hà Nội cũng có những cái mà nó rất bình yên, chẳng qua là bản thân mình chưa để ý đến. Ví dụ ở Hà Nội vào buổi sáng sớm thì cũng đẹp, cũng lãng mạn, tùy theo vào cái cách mà mình cảm nhận về Hà Nội. Và kể từ đó thì tôi cũng bắt dần dần thay đổi suy nghĩ của mình. Và tôi tin rằng là một thời gian nữa thì tôi có thể hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống, cũng như là sẽ có những cái suy nghĩ tích cực hơn khi mà mình sống ở môi trường thủ đô, thì mình thay đổi con người mình như thế nào để cho thích nghi với cuộc sống, để cho có thể làm tốt cái vai trò của mình, đó là việc đi học đại học. Đó là những cái chia sẻ rất là chân thành của tôi về cảm nhận của tôi khi mà tôi học tập và sinh sống tại đây. Cảm ơn mọi người.